Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Hôm nay đội ngũ Minh Phụng đang có mặt tại căn biệt thự siêu đẹp được anh Khách thiết kế theo phong cách phương Tây để bàn giao cây piano cơ Yamaha U3F tại quận Bình Tân, để biết chủ sở hữu của cây đàn này sẽ là ai. Thì anh em theo chân mình nhé. Và đây, nhân vật chính ngày hôm nay chính là piano Yamaha U3F một tuyệt tác đến từ nhà Yamaha thuộc model U3. Dòng đàn được rất nhiều người chơi nhạc đánh giá cao sẽ được Minh Phụng Music đưa vào nhà cho một bạn nhỏ yêu âm nhạc. Còn đây chính là ba anh chàng gác cổng vô cùng uy tín. Hiện tại team Minh Phụng Music đang bắt đầu đẩy đàn vào bên trong. Do trời mưa nên việc đưa đàn vào có đôi chút khó khăn, vì vậy sự cẩn thận và chỉnh chu là ưu tiên hàng đầu. Cây U3F với trọng lượng 250kg rất nặng nên cần đến 4 người phối hợp đồng bộ đưa vào sân. Cây đàn được làm từ gỗ sồi cao cấp nguyên khối, khung cảnh thoáng đãng với hồ bơi tạo nên một môi trường sống lý tưởng yên bình. Piano được đội cẩn thận, buộc dây ràng để đưa lên các bậc tam cấp. Cuối cùng thì siêu phẩm U3F đã chấm phòng khách. Không gian bên trong là sự kết hợp giữa nội thất hiện đại và đầy tiện nghi, và cây đàn đã được đưa đến vị trí hoàn hảo nhất. Đội đang bóc các lớp bảo vệ dày được bọc quanh đàn. Piano U3F mang vẻ ngoài ấn tượng bởi dáng thẳng đứng cổ điển, kết hợp đường nét góc cạnh tinh tế với thân đàn bằng gỗ sồi tự nhiên nguyên khối, phủ lớp sơn đen bóng cao cấp. Khi các bạn mua đàn piano cơ tại Minh Phụng Music sẽ được tặng một chiếc khăn phủ đàn bằng vải nhung với nhiều màu cho các bạn lựa chọn, một khăn nỉ bảo vệ phím, một ống sưởi để kiểm soát độ ấm của đàn khi trời mưa, một ghế piano bằng da, trang bị tăng đơ bằng gỗ cao cấp. Sau đây là vài thông tin thú vị về Yamaha U3F. Dây đàn bằng đồng rắn độ bền cao, bú đàn bằng lông cừu, cấu trúc khung sườn với ba trụ thẳng đứng bằng gỗ vân sam, khung đàn bằng gang siêu bền với sau bo bằng gỗ vân sam luôn. Bên cạnh đó là bộ máy đàn chia làm 4 khoang âm thanh rộng tạo ra nhiều sắc thái âm thanh. Và đây là hình ảnh bé đang test các phím đàn trên cây piano được ba mua tặng, vô cùng thích thú. Trong khi em đang tập vài bản nhạc trong sách thì các bạn có thể thấy được nụ cười của em thay cho lời đánh giá hoàn hảo về chất lượng cũng như sự yêu thích của bé và ba, cùng với những đánh giá rất tốt về cây đàn piano được Minh Phụng Music kinh doanh. Vậy là video về chiếc piano U3F đến với bé gái dễ thương tại Bình Tân hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các loại nhạc cụ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.